Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại có rất là nhiều những mặt hàng mà cho các bác sưu tầm đây. Đầu tiên em lên đây một giò thập hoa các bác nhá. Một giò thập hoa. Một giò to như thế này, nguyên một rề các bác nhá, nguyên một rề. Và bộ rễ của nó đây. Bộ rễ của nó đây đã đi bám vào gỗ thì cứ phải gọi là ok rồi nhá các bác nhá. Quá đẹp rồi. Và hiện tại thì lụ đang chi chít luôn các bác nhá. Nói chung là lụ chi chít luôn, thân nào cũng có lụ nha các bác nhá. Hầu như thân nào cũng có lụ hết. Kể cả thân giả không có lá cũng có lụ nha các bác nhé. Rất nhiều lụ luôn ạ. Một giò to như này. Về các bác không thích cục gỗ này thì các bác cứ đặt luôn cục gỗ này vào cái chậu cho em. Và các bác không, các bác nào lấy thì bảo không thích thì em cắt ngắn ngắn này đi về, các bác chỉ việc bỏ vào chậu là xong thôi. Mã số 160, giò này có giá là 300.000 đồng, nguyên một rề nha các bác nhé. Nguyên một rề to tướng luôn. Thân của nó dòng thân cứng rất là đẹp nha. Cái dòng này thân cứng rất là đẹp. Đấy, thập hoa. Thân chỉ dài tầm khoảng 2 này, 4 này. Đấy, thân nào dài nhất thì được tầm khoảng gần 60 rồi. Đấy. Mã số 160 300.000 đồng, dòng thân cứng như này trồng rất là đẹp nha các bác nhé. 160 300. Tiếp theo lên một cái giò môi quạt như này các bác nhá. Môi quạt đã thuần vào cục gỗ rồi các bác nhá. Đã thuần trên một trồng thuần trên một cục gỗ này. Giò này được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cây. 13 cây nhưng đã có được một nụ này. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ. Cái giò này được bốn cành nụ nha các bác nhá. Được bốn nụ rồi. Môi quạt nha, mã số 157 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng môi quạt ạ, mã số 157 200.000. Tiếp theo lên một cái giò lụa vàng như này này, lụa vàng. Hàng đã già rễ rất là đẹp rồi các bác nhá. Cây đã già rễ rất đẹp như này. Đấy, trồng trên một cái cục gỗ này rất là nhiều thân nha các bác nhá, rất nhiều thân ạ. Đấy. Giò này mã số 77 có giá là 250.000. 250.000 lụa vàng mã số 77. Lụa vàng thì bây giờ mấy năm nay nó rất là đắt các bạn, nó không rẻ như xưa, xưa thì nó rẻ nhưng giờ đắt lắm rồi. Tiếp theo mã số 156. 156 đây một giò kiều dẹp. Kiều dẹp nha các bạn, đây, bộ rễ của nó ra nó bám đây. Quá đẹp luôn rồi các bạn nhá. Giò này hiện tại đang lên được một mầm gốc 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 mầm này. 6 mầm này, 7 mầm này, 8 mầm này. 8 mầm gốc. 9 mầm gốc, giờ này đang lên thêm được 9 mầm gốc nữa các bác nhá. Thì cái cây này bây giờ thuần năm đầu tiên những cái dòng cây bé này, nó vẫn bé như này thôi. Nhưng sang năm sau cây đã khỏe ổn định như này, thật sự là nó đi rất là khỏe nha các bác nhá. Cây rất dài đấy ạ. Mã 156 250.000, 250.000. Năm sau làm 8 cái mầm gốc, dài tầm khoảng 15 đến 20 cm, nó không cần nhiều các bác nhá. Tại vì cái dòng này nó chỉ dài 20 đến 30 cm là ca dài nhất rồi. 30-40 chứ, 40 đấy. Tiếp theo lên một giò trúc đen này. Trúc đen các bác nhá. Một giò trúc đen, giò này giò nguyên bản nhá. Nguyên bản đây. Một giò như thế này. Cây rất là dài, cây dài lắm. Cây phải dài hơn 1 mét nha các bác nhá. Giò này cây phải dài hơn 1 mét đấy. Đấy. Nguyên bản như thế này. Về các bác không thích thì các bác cứ cho vào trong cái chậu nha các bác nhá. Cái này cho vào trong chậu thoải mái. Mầm gốc mới cũng đang lên, rất là đẹp đây những cái con này đang là mầm gốc này, được 1 này, 2 này, 3 4 này, 5 này. Đấy, đang lên thêm được 6 cái mầm gốc nữa các bác nhá, 6 mầm gốc nữa. Và cái dòng này thì cây nó cứ thế, nó cứ đẻ đẻ nhánh đây, những cái nhánh nhánh này. Đây xanh xanh như này. Đấy, nó cứ đẻ đẻ ra như thế thôi. Chứ còn đây. Đấy nó đẻ ra sau nó rất tùm luôn ạ. Rất nhiều nha các bác nhá. Nói chung là cái cây này nó cứ kiểu đẻ nhánh ra rất nhiều ạ. Mã số 158 có giá là 200.000 đồng nhá, 200.000 đồng trúc đen. Trúc đen 200.000 đồng, mã 158. Cáo nha các bác nhá, đuôi cáo một giò cực đẹp như này. Đấy, được 1 2 3 4 5 cây, đuôi cáo 5 cây như này. Đấy. Được một vòi hoa này, hai vòi hoa, ba vòi hoa nhá, 5 cây vừa được ba vòi hoa. Mã số 195. Giò này có giá là 400.000 đồng các bác nhá, 400.000 đồng mã số 195. 195 400.000 đuôi cáo ạ. Cây rất là khỏe đẹp như này. Tiếp đến một giò hoàng thảo ken. Một giò hoàng thảo ken. Đây thân dài nhất nó phải được hơn 20 cm rồi. Đấy được một mầm này, hai mầm này, 3 4 5 6 7 mầm này, 7 mầm với một mầm con được mầm con này được tầm khoảng 3 cm nữa là 8 mầm. Chậu này được 8 mầm nha các bác nhá. Đây 8 cái mầm gốc này nguyên một rề. Nguyên một rề 8 mầm gốc như này. Một rề thì bao giờ sau nó nở hoa thì nó sẽ rất là đẹp. Đây các bác nhìn những cây ken mà mở lá như này, cây cực khỏe nó mới được lá, mà lá mít, lá tròn như này các bác nhá. Đấy. Mã số 161 có giá là 600.000 đồng ạ, 600.000 đồng.
một dề cực khỏe luôn. Đấy. Rễ của thằng mầm non đang ra đẹp rồi. Cây này đã trồng thuần ở vườn được hơn một năm rồi các bác nhá. Mã số 161, 600.000 đồng. Vàng thảo ken. Tiếp theo một giò long tu đá xin hồ. Cây lên rất đẹp nha các bác nhá. Có những cái mầm đã lên được 20 sen như này rồi. Đấy. Còn sàn sàn tầm khoảng 15 sen. Giò này mã số 159, 159 giò này có giá 200.000 đồng các bác nhá. 200.000 đồng long tu đá xin hồ. Một trong những cái mặt hoa cực kỳ tím và hoa rất là thơm và bền nha các bác nhá. Mầm gốc được 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 cái mầm gốc. Đấy. 14 mầm gốc đẹp như thế này. Đấy, một cái dòng lan này bây giờ thì cây cũng rất là hiếm rồi các bác nhá. Anh em đi rừng không lấy được về nữa rồi. Thấy không lấy được về. Cái này là em đã thuần ở vườn em được 2 năm nay rồi, mua cái này 2 năm rồi. Tiếp theo, một giò chuỗi ngọc mắt đen. Dòng chuỗi ngọc mắt đen này các bác nhá. Đấy. Mắt đen thì nhiều người cái anh em rất là ưa chuộng tại vì nó có được nhiều màu. Còn cái loại kia là họng của nó chỉ nguyên một màu vàng thôi, còn đây nó họng mắt nó còn đen xì như này nữa. Mã số 42. Giò này được mầm gốc được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mầm gốc. Giò này 15 mầm gốc. Mã số 42 200.000 đồng nhá. 200.000 đồng ạ, chuỗi ngọc mắt đen. Mã số 42 200.000 đồng mầm gốc. Có những cái mầm gốc đã dài tầm khoảng 20 cm rồi. Đây, mầm gốc dài. Đấy, mấy cái mầm gốc dài ngoãng rồi nha các bác nhá. 142 200.000 đồng. Tiếp theo là một giò kiều dẹt. Một giò kiều dẹt giò này được 1 2 3 vòi hoa nhá, 3 vòi hoa. Đấy, một giò 3 vòi hoa như này. Mắt gốc đang sưng được hai mắt nhá các bác nhá, ở thân tơ này đang sưng được hai mắt lên. Mã số 170 và 107 có giá 150.000. 150.000 mã số 170. Đấy, kiều dẹt về các bác vừa có hoa để chơi luôn nhá. Mã số 127, 127 trầm nha các bác nha, trầm tím đây. Vẫn còn rất nhiều nụ nha, cái rề này thì rất là to, được một thân tơ này, 2 này, 3 này, 3, 4 thân này, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân hoa nha các bác nha, 9 thân hoa. Mà cái thân này vẫn là thân tơ này, đây, 1 thân, 2 thân này, 3 thân, 4 thân này, 4 thân, đấy. Còn 4 thân nữa là cũng là thân tơ nhưng mà không ra hoa nha các bác nha. Thế nên là 4 thân này thì cũng ra được 4 cái mầm gốc. Và 9 cái thân này sẽ ra được 9 cái mầm gốc nữa. Là tổng nó sẽ các bác sẽ được ít nhất sẽ được 12, 13 mầm gốc. Mã số 127, giò này có giá là 250.000 đồng. 250.000. Hoa thì vừa mới nở thôi các bác ơi. Đây, nụ của nó vẫn còn nguyên ở cái cần đấy. Các bác nhìn cái cành nở hoa nó vẫn còn nguyên nụ đấy. Còn nụ đấy các bác nhé. Thì biết là nó là dòng mới nở thôi. Mà cái dòng hoa trầm này nó rất là bền. Gửi về cho các bác, kể cả trong thành phố Hồ Chí Minh gửi vào cho các bác tầm khoảng đi trong 4 ngày. Nhưng về các bác vẫn phải chơi được tầm khoảng đôi tuần nữa may ra nó mới tàn được hoa. Mã 127, 250.000. Dòng hoa trầm cực bền và hoa cực thơm nha các bác nhé. Cực bền, cực thơm luôn ạ. Trầm tím, 250.000, mã số 127. Tiếp theo một chậu Koki như này, mã số 154. 154, chậu này gồm có 2 cây nhá. 2 cây Koki như thế này. Đấy, 2 cây to đẹp như này có giá là 400.000 đồng, mã số 15, mã số 154. Trồng trên một cái chậu gỗ nhãn phi 25 như này các bác nhá. Chậu gỗ nhãn phi 25 như này. Đấy. Thì trên cái chậu này thì bên em thì cũng mua hộ các bác rất là nhiều. Đấy, nói chung là các bác nào mua hàng ấy mà cần những cái chậu này mà các bác không có mà tiện em mua hộ cho luôn, là họ đang bán 50.000 trên một cái chậu như này nhá. 50.000 một chậu như này. Đấy. Và móc mới ấy là họ bán riêng. Mã số 154, 400.000 đồng. Các bác nào mà cần mua chậu được ơi em tiện em đóng hàng em gửi em mua chậu luôn cho. Tiếp theo là một giò giò này là giò cái gì nhỉ? Trúc ngọc, hoa thì cực kỳ thơm luôn các bác nhé. Đấy, một trong những cái dòng lan mà hoa còn thơm hơn cả mùi nước hoa, thật sự mà các bác nó thơm dã man luôn đấy. Đấy, những bác nào mà cái đợt mùa hoa chơi biết rồi, nó thơm, nói chung là thơm dã man. Mã số 162, giò này có giá 200.000 đồng. Dễ ra rất ok, dễ ra bám vào gỗ giá thể rất là ok. Đấy. Cây thì cứ ủ rêu như này thì dễ nó đi rất là khỏe. Mã số 162, 200.000 đồng. 200.000 đồng ạ.
Nhưng mà đến cái thời điểm mùa mưa ấy, các bác, thì những cái bác nào mà có rêu ủ đây các bác bỏ hết ra, tại vì mùa khô mùa mưa là giá nó giữ ẩm tốt quá, thế nên là nó hay bị thối gốc, thế nên các bác cứ giật hết cái rêu ra, đừng để rêu. 162 200.000 đồng. Trúc ngọc. Tiếp theo một giò quế trắng tháng 8. Một giò quế trắng tháng 8 như này, gồm 1 2 3 đấy, 4 5 cây, 5 cây quế xếp như này các bác nhá. 5 cây quế xếp rất đẹp đấy ạ. Đấy. Xếp rụt rịt luôn. Mã số 155 có giá là 400.000 đồng. Trồng thuần trên một cái chậu gỗ lục. Đây, chậu gỗ lục như này. Đấy, 155 400.000 đồng. Quế trắng tháng 8 nhá. Tiếp theo em lên một cái giò sơn thủy tiên họng đen. Giò này được 3 cành nụ nha các bác nhá. Đang ra rễ đây, rễ của nó ra rất đẹp rồi. Cái này được một mầm gốc đang lên đây, và rễ của thằng thân già đang ra rất đẹp đây. Mã số 11 giò này có giá là 350.000 nhé. 350.000. Gồm ở đây, gồm từng này thân 1 2 3 4 thân đây và một mầm gốc đây. 3 cành hoa. Mã số 11 350.000. Sơn thủy tiên họng đen. Họng đen xì luôn nha các bác nhá. Tiếp theo mã số 61. 61 đây là một giò hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam đấy. Dễ ra rất đẹp rồi, trồng trên cục gỗ và đặt vào trong cái chậu nhựa phi 21 này nhá. Mã số 61 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng ạ. Trồng như kiểu này thì rất là hay. Đấy, dễ nó xuống nó hát là nó vào được chậu, trong chậu này thì nó giữ được độ ẩm và nó ăn, các bác cho phân với cái thứ vào bốn xung quanh đây nó ăn được hết luôn, chứ còn trồng vào cục gỗ nó có lòe xòe. Nó hầu như nó không bám vào gỗ mấy đâu. Mã 61 200.000 đồng ạ. Đấy. Hỏa hoàng cam 200.000 đồng. Tiếp theo một giò bạch hỏa hoàng. Bạch hỏa hoàng, một trong những cái dòng lan mà bây giờ cũng rất là đắt đỏ rồi. Những anh em người ta đi rừng người ta chặt những cái cục nguyên bản bé bé về, những cái giờ nó tầm khoảng một dề dề như này, người ta đã bán 5 đến 70.000 một cái như này. Đấy. Mà đây em ghép chỗ này rất là nhiều và cây đã ra rễ khá đẹp rồi các bác nhé. Cây là hầu như cây nào cây đấy cũng đều ra rễ hết rồi. Mã số 96 250.000 nhé. 250.000 ạ. 250.000 bạch hỏa hoàng mã số 96. Tiếp đến một giò đơn cam, đơn cam mã số 75. Giò này có giá là 300.000 đồng nha các bác nhá. Đang nụ rất nhiều đấy ạ. Rất nhiều nụ luôn. Đấy. Mã số 75 350.000 đồng. À 300.000 đồng nhé, 75 300.000 đồng. Đơn cam. Tiếp đến em lên một cái giò phượng vĩ như này, mã số 50. Giò này có 15 thân hoa nhá, 15 thân hoa. Mã số 50 có giá là 200.000 đồng nhá, 200.000 ạ. Mã số 50 200.000 đồng. Đấy, giá 50. Giò tiếp theo là một giò kim điệp nhựa như thế này. Đấy, cây đã ra rễ, đang ra rễ đẹp rồi các bác nhá, cây đã ra rễ rồi. Đấy, đang ra rễ và xuống chui xuống giá thể đây. Hầu như là giò này dề nào cũng có ra rễ rồi. Và hoa nó đây. Nói chung là thơm lắm các bác. Về những cái hoa này các bác phải chơi tầm khoảng 1 tháng mới ra nó mới tàn. Cái thằng này hoa của nó cực kỳ bền luôn các bác nhá. Nó gọi là kim điệp nhựa mà hoa của nó giống y như nhựa luôn. Mã số 11 có giá là 150.000. 150.000 kim điệp nhựa. Tiếp theo một giò hạc vĩ. Một giò hạc vĩ. Rất nhiều thân luôn các bác nhá, mầm gốc rất nhiều luôn ạ. Đây. Còn mầm gốc đẹp rồi. Đấy các bác nhìn mầm gốc cực đẹp luôn. Cây mở ngọn cực khỏe nha các bác nhá. Mã số 116 giò này có giá là 230.000 nhá. 230.000 mã số 116 hạc vĩ. Đấy. Hạc vĩ trồng thuần trên một cái đĩa giớn như này. Mã số 116 230.000. Mã số 100, đây là một giò môi tua. Môi tua đang rất nhiều nụ nha các bác nhá. Đây nụ đây. Đây là cái nụ, những nụ to thôi, còn nụ bé còn nhiều lắm các bác ạ. Nụ bé còn rất là nhiều. Còn rất nhiều luôn các bác nhá. Hầu như là các thân lá đều có nụ hết, các thân nào có lá đều có nụ hết. Mã số 100 có giá là 200.000 đồng. Hoa màu vàng và môi của nó tua tua rất là thơm nha các bác nhá. Hoa cực thơm ấy. Và cũng rất là đẹp ạ.
Tiếp theo lên một giò sơn thủy tiên mã số 121. Đấy, trồng thuần trên một cục gỗ lũa như này. Gỗ lũa rất là lặng nha các bác nhá, cục gỗ lũa này lặng phết đấy. Và cũng cái dòng gỗ lũa mà cây cục nào đã lặng rồi thì gỗ rất là chắc, rất bền luôn. Mã số 121 có giá là 350.000. 350.000 nha các bác nhá. 350.000 sơn thủy tiên. Đấy. Cây rất đẹp ạ. Tiếp đến em lên một cái giò kiều hoa trắng tinh này, mã số 84. Và này có giá là 250.000. 250.000 kiều hoa trắng tinh nha các bác nhá, 250.000 ạ. Đấy, một giò khá đẹp luôn này, 250.000. Kiều hoa trắng á. Tiếp đến một giò u lồi. U lồi mã số 95, mã số 95. Đấy, giò u lồi này được 13 cái mầm gốc nhá, 13 mầm gốc đang lên. Mầm gốc dài hơn 20. Dài hơn 20 hết rồi các bác nhé. Đấy, 13 cái mầm gốc. Mã số 95 có giá là 450.000. 450.000 mã số 95. U lồi. Một giò môi tua nha các bác nhé. Một giò môi tua rất to. Đấy, nguyên một dề nhé. Nguyên một dề môi tua như này. Đấy. Dề này thì thuần được 1 năm rồi các bác nhé. Thuần được 1 năm của vườn này. Đấy, mã số 152 có giá là 350.000, mã số 152 nhé. Môi tua đang rất nhiều nụ nha các bác nhá, nguyên một dề và nụ rất là nhiều, nụ đang lên rất nhiều. Mã 152 350.000. Môi tua. Tiếp theo lên đó là một cái giò tóc tiên hương dừa. Mã số 124. 124 có giá là 350.000. 350.000 mã số 124, trồng trên một cái chậu gỗ phi 25 như này. Đấy, chậu gỗ nhãn phi 25 nhé. Mã số 124 có giá là 350.000, tóc tiên hương dừa. Rất là to, một giỏ rất to nha các bác nhé. Rất to luôn. Tiếp đến một giỏ thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo. Đấy, một giỏ cũng rất là to nha. Mỗi một cây nó chỉ ra được 2 lá mà các bác nhìn đây. Cái lá của nó nhiều như thế này, tùm lá này các bác nhé. Đấy, to bự luôn. Mã số 36 có giá 500.000. 500.000 đồng mã số 36 nha các bác nhé. Mã số 36 500.000 đồng. Tiếp theo lên đó là một cái giò huyết nhung hoa màu đỏ nha các bác nhé. Huyết nhung hoa đỏ. Thì cây này cũng đã trồng cũng được 1 tháng rưỡi ở vườn em rồi. Đấy, và cây đã chắc nó cũng sắp ra rễ rồi thôi, cây cũng rất ổn định rồi, hầu như là không rụng được lá rồi, nó rụng được cái nào rụng hết rồi. Mã số 65 có giá là 380.000. 380.000 nha các bác nhé. Đấy, huyết nhung hoa màu đỏ. Đấy, mã số 65 380.000. rồi anh chị em ơi, có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.